Ford Equator 2021 mới mẫu SUV cỡ trung do liên doanh Z Angling và Ford phát triển và phụ trách sản xuất đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào hôm 28 tháng 3 vừa qua. Có tổng cộng 3 biến thể của mẫu xe này, tất cả đều sở hữu cấu hình 6 chỗ 3 hàng ghế, Mức giá xe Ford Equator 2021 mới bán ra từ 670 triệu đến 776 triệu. Đồng thời, hãng Ford cũng xác nhận rằng sẽ trình làng phiên bản 7 chỗ và 5 chỗ của mẫu Equator trong tương lai. Về tổng thể, Ford Equator 2021 sở hữu kích thước lớn hơn Everest một chút nhưng lại nhỏ hơn Explorer. Xe có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.905mm, 1.930mm, 1.755mm, chiều dài cơ sở đạt 2.865mm, Ngoại hình của Ford Equator 2021 mang ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu xe Mỹ với phong cách hiện đại, trẻ trung và nam tính. Phần đầu xe có đôi chút hao hao giống mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Santa Fe với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng tổ ong, cụm đèn chiếu sáng hai tầng tách biệt và đèn sương mù đặt ẩn bên trong hốc hút gió. Các đường gân dập nổi xuất hiện trên phần nắp capo và chạy dọc hai bên hông xe tạo cảm giác khỏe khoắn, hầm hố cùng bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 20 inch đi kèm lốp tiêu chuẩn hiệu Continental. Các chi tiết mạ chrome sang trọng được áp dụng rất nhiều trên mẫu xe này, bao gồm phần mặt ca lăng, hốc hút gió, nẹp hông, viền cửa kính và ống xả. Ở phía sau, Ford Equator 2021 có phần đèn hậu thiết kế dạng nổi khối, được nối liền với nhau bằng một giải led thanh mảnh nằm ngang khá tinh tế. Ngoài ra, xe còn được trang bị thanh giá nóc, bộ khoách tán gió giả, ống xả đôi. Tiến vào bên trong khoang cabin gây ấn tượng với không gian nội thất vô cùng rộng rãi và tiện nghi. Màn hình hiển thị tốc độ và màn hình thông tin giải trí được nối liền với nhau kích thước 12.3 in gợi nhớ tới thiết kế của Mercedes-Benz. Các chi tiết như ghế ngồi, tapi cửa, bảng điều khiển trung tâm được bọc ra và ốp gỗ tạo sự sang trọng không kém gì những mẫu xe sang đến từ Đức. Ở phiên bản 6 chỗ, hàng ghế giữa được trang bị hai ghế thương gia với tựa để tay riêng có thể tùy chỉnh, có chức năng sưởi làm mát và cửa gió điều hòa riêng. Hàng ghế thứ ba cũng khá rộng rãi vừa đủ chỗ cho hai người với chiều cao tầm 1m8. Những trang bị đáng chú ý khác trên xe bao gồm hệ thống Tencent Auto 3.0 với tính năng định vị, chuyển số bằng núm xoay, sạc không dây, điều hòa tự động ba vùng, gương chống chói, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ẩn bên dưới nắp capo là khối động cơ xăng EcoBoost 4 xi lanh, dung tích 2 lít, cho ra công suất 224 mã lực và mô men xoăn cực đại 360 Nm. Có hai tùy chọn hệ dẫn động bao gồm cầu trước hoặc bốn bánh kết hợp với hộp số ly hợp kép 6 cấp tiêu chuẩn. Về an toàn, hãng xe Mỹ trang bị cho Equator gói trang bị Ford Copilot với hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ đỗ xe tự động. Camera 360, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo cũng là những tính năng tiêu chuẩn trên xe. Xe cổ, xe cổ.